thẩm lăng xuyên qua đến nguyên thần thế giới trở thành lưu vân mượn phong chân quân đệ tử thân là người giáng lâm bởi vì sợ bị thiên lý thanh toán liên lụy đến người bên cạnh thẩm lăng vẫn giữ khoảng cách với người khác không dám tiếp nhận tình cảm của người khác thẳng đến khi thẩm lăng đạt được ngoại quải có thể đi đến thế giới khác thẩm lăng rốt cục có thể không cần áp lực tình cảm của mình nhìn sư phụ của mình nhàn vân cũng chỉ cảm thấy phong vận vẫn còn lưu vân mượn phong chân quân tên sung sư nghịch đồ này, quả thực đại nghịch bất đạo. Cam Vũ Sư đệ, xin đừng sờ sừng của ta. Được rồi, sư đệ ngươi nhẹ một chút. Thân hạt Sư đệ, ngươi nói xong tu, ta muốn thử một lần. Ở trong vạn giới, thẩm lăng truyền bá tín ngưỡng, trở thành vô số thế giới cung phụng thần linh, thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Thiên lý duy hệ giả hạng lâm đến trước người của hắn lúc, thẩm lăng không chỉ không sợ hãi, thậm chí cảm thấy thiên lý duy hệ giả. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Nhàn vân đệ tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Liên Nguyệt, Áo Tàng Sơn, Lưu Vân Tá Phong chân quân trong động thiên Trong phòng ngủ yên tĩnh, thiếu niên 18 tuổi bên vách núi, cổ thụ vàng ống ánh dưới tàn cây là một nam tử trẻ tuổi khí chất xuất trần lúc này đang nhìn biển mây phía dưới nam tử tên là thẩm lăng là môn hạ đệ tử của áo tàng sơn tiên nhân lưu vân tá phong chân quân thẩm lăng hiện tại rất buồn rầu bởi vì sư phụ hắn lưu vân mượn phong chân quân đã ba ngày không để ý tới hắn không chỉ không để ý tới hắn hơn nữa tựa hồ còn có ý tránh hắn không có đạo lý a à, ta là làm sai cái gì sao thẩm lăng nhíu mày lần nữa hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân mình bị sư phụ xa lánh. thật muốn nói làm chuyện gì chọc sư phụ tức giận, có thể cũng chỉ nằm mơ trong khoảng thời gian này. trong mơ hắn làm một ít chuyện thê tử sư, cảnh tượng có chút hương diễm, nhưng đó là mộng a. À. tuy rằng chân thật đáng sợ, tự như hiện thực, nhưng Lưu Vân Mượn Phong chân quân lại không nhìn thấy hắn mơ thấy cái gì cho nên hẳn là không thể nào là bởi vì chuyện nằm mơ. Vậy tại sao? Sư đệ, hôm nay tu hành đã kết thúc chưa? Ngay khi thẩm lăng vì không tìm được nguyên nhân mà khổ não, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Không cần quay đầu lại nhìn, thẩm lăng cũng biết là ai. Ở áo tàn sơn, ngoại trừ sư phụ Lưu Vân Tá Phong chân Quân và hắn ra, cũng chỉ có một người. Sư tỷ thân hạt. Thẩm lăng xoay người, đồng thời mở miệng. Vừa vặn kết thúc. Vậy cùng nhau trở về đi. Thân hạt đi tới bên cạnh thẩm lăng. Sư phụ bảo chúng ta hôm nay trở về sớm một chút. Nhìn thẩm lăng, khí chất xa cách của thân hạt có chút thay đổi, ánh mắt đạm mạc trở nên mềm mại. Nàng thích ở cùng một chỗ với sư đệ. Thực hành và sống cùng nhau. Cùng nhau ở trên dãy núi liên nguyệt nhìn biển mây mênh mông, cùng nhau ở trên sơn giả cổ đạo xuyên qua hoa đào bay xuống thân hạc không biết đây có phải là thích hay không nàng cũng không thèm để ý thầm nghĩ cả đời đều cùng sư đệ ở chung một chỗ được sư tỷ thẩm lăng gật đầu ngữ khí tuy rằng ôn nhu nhưng cũng không thân cận cũng không phải thẩm lăng không thích thân hạc hai người đã sớm chiều ở chung đã mười năm thời gian lẫn nhau sinh ra tình cảm sâu đậm nhưng thẩm lăng không thể tiếp nhận phần tình cảm này bởi vì hắn biết, một khi mình tiếp nhận tình cảm của thân hạt, hai người dây dưa càng sâu, mấy năm sau nếu hắn chết đi, thân hạt tất nhiên sẽ không sống một mình. Hắn chết, có thể. Nhưng không thể để sư tỷ tự tử vì hắn. Về phần tại sao hắn lại chết, cũng rất đơn giản. Anh ấy là một Advento. Mà hàng lâm giả đều có một vị địch nhân tự nhiên. Người thống trị trí cao đời này, cũng là vị đầu tiên giáng lâm giả thiên lý của đề ngõa đặc đại lục. Hắn sợ một ngày nào đó, mình sẽ bị thiên lý tỉnh lại giết chết. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, cũng không phải đánh giá cao chính mình. Dù nói thế nào hắn cũng là giáng lâm giả, thân phận này quá đặc thù, một khi thiên lý thanh tỉnh, tất nhiên sẽ khiến cho thiên lý chú ý. Mà nghĩ đến kết cục của mấy người hàng lâm trước, thẩm lăng thật sự không thể không lo lắng. Thẩm lăng biết, hắn muốn an ổn sống sót, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được, cần tại thiên lý thức tỉnh trước, có được tự bảo vệ lực lượng. Nhưng cái này quá khó khăn, hắn bất quá là phàm nhân thân thể, cũng không phải trời sinh ma thần, cũng không phải cái gì nguyên tố sinh linh. Cho dù ngộ tính của hắn phi phàm, thiên tư trác tuyệt, 10 năm tu hành liền có được lực lượng chấp hành quan sánh vai với ngu nhân, nhưng cái này còn lâu mới đủ. Đối với thiên lý mà nói, hắn vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi căn cứ thẩm lăng phỏng đoán thiên lý chậm thì mười mấy năm nhanh thì vài năm sẽ thức tỉnh mà hắn muốn trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm thậm chí vài năm có được lực lượng tự vệ dưới tay thiên lý nói dễ vậy sao quả thực chính là chuyện không có khả năng làm được cũng bởi vì nguyên nhân này nội tâm thẩm lăng vẫn rất áp lực loại áp lực này bao gồm tình cảm đối với sư phụ lưu vân mượn phong chân quân sư tỷ thân hạc loại áp lực này cũng chỉ có buổi tối ngủ đi ở trong mộng mới có thể được giải phóng thân hạc nhận ra sự xa cách trên người thẩm lăng nội tâm không nhịn được tối sầm tâm tình sa sút nhưng cô ấy không nói gì cả ba năm trước nàng từng nói muốn cùng sư đệ vĩnh viễn cùng một chỗ mà lần đó mở miệng lại làm cho hai người thân mật thêm vài phần xa cách hai người sống vai đi tới đều không nói gì nhưng lẫn nhau đều sẽ không có bất kỳ xấu hổ đây là thuộc về bọn họ trong lúc đó ăn ý. Lá rụng vàng ống nhẹ bay xuống. Giống như khi người mới đi qua hôn lễ, bạn tốt vặn ống hoa rơi lã tả. Nhưng cũng giống như là người nào đó sau khi chết đi, nâng quan tài hạ táng lúc thân hữu vẫy lên bầu trời giấy tiền. Đi qua cây cầu treo ngưng tụ phù văn, thẩm lăng và thân hạt đi vào sâu trong động thiên. Đây là một cô gái trưởng thành ngồi trên ghế đá. Dung mạo nàng tuấn lệ, mặt dáng lũ, trang điểm hoa, mang theo một bộ kính mắt màu đỏ, vừa làm cho người ta có một loại cảm giác nho nhã, cũng làm cho người ta có một loại cảm thụ của lão sư. Chính là sư phụ của Thẩm Lăng và Thân Hạc, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, một trong ngũ hiển tiên nhân của Liên Nguyệt Tam Nhãn. Về phần nàng vì sao là hình tượng người, mà không phải hình tượng tiên hạt, còn phải từ Thẩm Lăng nói lên. Mười năm trước, Thẩm Lăng chân thân xuyên qua mà đến, hàng lâm ở áo tàng sơn lưu vân tá phong chân quân động phủ bên ngoài. Khi đó hắn bởi vì phản lão hoàng đồng, thân thể chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ, trần truồng xuất hiện ở trên tuyệt nhai, trên dưới không được, chỉ có thể ở trong gió lạnh rung lẫy bẩy, nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. May mắn đúng lúc Lưu Vân mượn phong chân quân ra ngoài trở về, cứu được thẩm lăng đang hấp hối, bằng không chỉ sợ hắn đã chết ở cửa động phủ. Sau khi thu lưu thẩm lăng, lưu vân mượn phong chân quân đầu tiên là vì thẩm lăng tìm kiếm cha mẹ một phen tìm kiếm không có kết quả phát hiện căn cốt thẩm lăng thật tốt ngộ tính kinh người liền dự định mời thủy điệp sơn chân quân hoặc là tước nguyệt trúc dương chân quân thu trầm lăng làm đệ tử kết quả thẩm lăng bướng bỉnh đi theo lưu vân mượn phong chân quân nơi nào cũng không đi cuối cùng lưu vân mượn phong chân quân bất đắc dĩ chỉ có thể phá lệ nhận lấy nam đệ tử trầm lăng này mà nàng sở dĩ lúc bình thường bảo trì hình thái người mà không phải hình thái hạt, lại là bởi vì thẩm lăng 10 tuổi một ngày nào đó nói hắn thích sư phụ bộ dáng nhân loại hơn. Sư phụ! Các ngươi tới rồi! Lưu Vân mượn phong chân quân nhìn hai gã đệ tử của mình, nội tâm có chút hài lòng. Thân hạt đứa nhỏ này rất giống nàng, nếu không phải bởi vì thân hạt là phạm nhân, nàng đều muốn đem thân hạt một mực lưu ở bên người. Về phần thẩm lăng, nghĩ đến đêm hôm đó thẩm lăng nói mớ lưu vân mượn phong chân quân nội tâm liền nhìn không được tức giận đứa nhỏ này sao có thể có loại ý nghĩ này cái gì mà sư phụ hôn nhẹ cái gì mà muốn lấy sư phụ làm vợ lớn quả thực đại nghịch bất đạo quả thực quả thực to gan lớn mật khí run rẩy lạnh lẽo chương không hai nghịch đồ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đây là y phục mới bổn tiên chuẩn bị cho các ngươi, các ngươi có thể đi thử xem có vừa người hay không. đè nén sự phức tạp trong lòng, Lưu Vân mượn phong chân quân đưa hai bộ quần áo cho Thẩm Lăng và Thân Hạc. Hôm nay sở dĩ để cho hai người trở về sớm một chút, chính là vì nhìn xem quần áo của bọn họ có vừa người hay không, có cần sửa chữa hay không. cảm ơn sư phụ. Thẩm Lăng trong lòng ấm áp, lẽ loi đi tới thế giới này sau, hắn mới đầu cùng thế giới này có một loại cảm giác xa cách khó có thể dung nhập trong đó, chỉ cảm thấy vô tận cô độc cùng áp lực. Là dưới sự trợ giúp của sư phụ Lưu Vân Mượn Phong Chân Quân cùng sư tỷ Thân Hạc, hắn mới cảm nhận được ấm áp, đối với thế giới có một phần thuộc về. Không bao lâu, Thẩm Lăng và Thân Hạc liền thay quần áo đi ra. Quần áo của Thân Hạc, rõ ràng chính là bộ mà cô thường xuyên mặc trong tương lai. Mà quần áo của Thẩm Lăng, lại là một bộ hai màu đen trắng, theo hoa văn tiên hạc tường vân cùng kiểu dáng đạo bào thời minh, rồi lại càng thêm đơn giản tiện lợi. Sau khi thẩm lăng mặc quần áo này vào, nhìn qua càng thêm xuất trần, cả người tăng thêm ba phần tiên khí. Lôi nguyên tố thần chi nhãn tựa như bảo thạch treo bên hông, lại cho thẩm lăng thêm hai phần quý khí. Phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ phi thường của hắn, làm cho Lưu Vân tá phong chân quân cùng thân hạt hai mắt đều sáng ngời, thân hạt lại càng nhìn không chớp mắt, luyến tiếc dời ánh mắt. Cảm ơn sư phụ bộ quần áo này rất vườn người thẩm lăng mỉm cười mở miệng nụ cười này làm cho hắn nhìn qua càng thêm tuấn giật vườn người là tốt rồi lưu vân mượn phong chân quân nghe vậy trên mặt liền xuất hiện nụ cười trong lời nói mang theo một tia tự đắc chất liệu quần áo này đặc thù không chỉ có đông ấm hạ mát hơn nữa còn có công hiệu tránh bụi vậy mà như thế vậy thật sự là quá tốt đệ tử không thích nhất chính là giặt quần áo Trầm Lăng có chút kinh hỉ mở miệng, để Lưu Vân Mượn Phong Chân Quân trong nụ cười càng thêm kiêu ngạo. Mà Thẩm Lăng thấy Lưu Vân Mượn Phong Chân Quân vui sướng, nội tâm hắn cũng vui vẻ. Vị sư phụ này đối với hắn tốt không phản đối, bất kể là tu hành hay là sinh hoạt, chiếu cố hắn có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Ân cứu mạng, ân dạy dỗ, ân tình như thế, quả thực không thể báo đáp. Nếu không phải bởi vì tiền đồ mờ ảo, sinh tử khó liệu, thẩm lăng đều dự định lấy thân báo đáp. Dù sao làm như vậy cũng không thiệt thòi, sư phụ của mình, nhưng là phong vận vẫn còn. A à Phi, nói sai rồi, là phong độ nhã nhặn, phong thái trác ước. Sư phụ sao lại đột nhiên nghĩ đến việc may quần áo cho ta và sư tỷ? Thẩm lăng thuận miệng hỏi. Lễ hội đèn biển sắp tới rồi, dựa theo phong tục phàm trần, trưởng bối nên mua thêm chút quần áo mới cho vạn bối mới đúng. Lưu Vân mượn phong chân quân mở miệng nhưng không biết có phải ảo giác hay không, thẩm lăng luôn cảm giác nàng ở hai từ trưởng bối cùng vãn bối này tăng thêm ngữ khí, tự hồ đang cường điệu cái gì đó. Hẳn là ảo giác đi. Lễ hội đèn biển à, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thẩm lăng giật mình. Hàng năm lễ hội đèn biển Lưu Vân Mượn Phong chân quân đều chuẩn bị một ít lễ vật cho hắn và thân hạt. Hoặc là một ít nghi lễ tu hành, hoặc là một cơ quan tinh xảo nào đó hoặc là làm thêm một ít đồ ăn ngon cho hai người. Có thể nói, thân là sư phụ, Lưu Vân Mượn Phong chân quân tuyệt đối là phi thường hợp cách. Ngược lại là thân là đệ tử chính mình, những năm gần đây tựa hồ một mực thu hoạch, chưa bao giờ trả giá qua cái gì, thật sự là làm cho người ta hổ thẹn a. À. Thẩm Lăng có chút ấy nấy, cảm thấy mình nên làm gì đó. Nhưng có thể làm được gì? Sư phụ dường như không thiếu thứ gì. Đúng rồi, sư phụ thích náo nhiệt nói như vậy. Năm nay có thể gọi cam vũ sư tỷ tới, mời thêm vài vị chân quân, cùng sư phụ trải qua một lễ hội đèn biển náo nhiệt. Trong lòng thẩm lăng có chủ ý. Quần áo sư đệ thật đẹp. Thân hạt đột nhiên mở miệng, nàng đã ý thức được không thể biểu hiện quá thích sư đệ, nhưng nàng nhìn không được. Y phục của sư tỷ cũng rất đẹp. Thẩm lăng mỉm cười, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía thân hạt. Nhưng cũng không hơn, Hắn cần khống chế tình cảm của mình, không thể hại thân hạt. Thấy một màn này, Lưu Vân tá phong chân quân cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra kế hoạch của mình đã thành công. Lưu Vân mượn phong chân quân nội tâm đắc ý. Hôm nay tặng hai bộ y phục này cho hai đệ tử, cũng không chỉ là bởi vì hải đăng tiết sắp tới. Vào buổi tối hôm đó sau khi biết trầm lăng nghịch đồ này đối với ý nghĩ của nàng, Lưu Vân mượn phong chân quân liền một mực tự hỏi phải xử lý như thế nào. Nếu nói là trục xuất sư môn đi, trừng phạt này tự hồ có chút quá nặng. Nhưng mặc kệ khẳng định cũng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Vân Mượn Phong chân quân dự định đem tình cảm của Thẩm Lăng đối với mình chuyển dời đến tình cảm đối với thân hạ. Nếu là hai người cuối cùng có thể đi cùng nhau, cùng nhau sống quãng đời còn lại, vậy thật sự là chuyện không thể tốt hơn. Cho nên cô muốn thúc đẩy tình cảm của hai người. Để hai người thay một bộ quần áo, hấp dẫn lẫn nhau chính là một trong những thủ đoạn bản tiên gần đây muốn luyện chế một kiện pháp khí nhưng thiếu một ít tài liệu cần đi phàm trần bên trong mua hai người các ngươi liền cùng nhau xuống núi giúp bản tiên đem tài liệu mua đến đi lưu vân mượn phong chân quân mở miệng nói xong đem danh sách đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho thẩm lăng đây cũng là thủ đoạn thúc đẩy tình cảm giữa thẩm lăng và thân hạc cho hai người thời gian ở một mình vâng sư phụ thẩm lăng nhận lấy danh sách vừa lúc hắn vốn định đi cảng liên nguyệt tìm cam vũ một chuyến không biết sư phụ lần này định luyện chế pháp bảo gì một kiện pháp bảo có thể tiến vào trong mộng của người khác lưu vân mượn phong chân quân ý ám chỉ thẩm lăng thì là thân thể nhất cương nhìn lưu vân tá phong động thiên ăn mặc như không có việc gì thẩm lăng lại đại khái hiểu được nguyên nhân sư phụ mấy ngày nay tránh đi mình tôi e rằng có liên quan đến giấc mơ cho nên giấc mộng của mình bị sư phụ biết nội tâm thẩm lăng nhất thời sóng to gió lớn hai má có chút nóng lên thì ra là thế pháp bảo rất thú vị chờ mong hiệu quả cuối cùng như thế nào tuy rằng nội tâm đã dồn dập bất an nhưng thẩm lăng tuyệt không có biểu hiện ra ngoài gió êm sóng lặng mở miệng được rồi các ngươi thu dọn một chút ngày mai xuống núi đi lưu vân mượn phong chân quân tự nhiên không biết trầm lăng nội tâm biến hóa Thấy Trầm Lăng không có lĩnh ngộ được ý ở ngoài lời của nàng, nhất thời có chút thất vọng, nhanh chóng đem Trầm Lăng chi ra. Từ sau khi biết ý nghĩ đại nghịch bất đạo của Thẩm Lăng đối với cô, ở cùng một chỗ với Thẩm Lăng cô liền không được tự nhiên. "Vâng, sư phụ." Trong lòng Thẩm Lăng cũng bối rối, gật đầu đồng ý, liền đi về phòng mình. "Xong rồi, xong rồi, những giấc mộng kia thật sự bị sư phụ biết." Trên đường trở về, nghĩ đến nội dung trong mộng của mình, trong lòng thẩm lăng không nhịn được kêu trên đây thật sự là thái xã đã chết hy vọng đêm nay đừng mơ nữa nhưng có chút luyến tiếc a à. đêm mang theo chờ mông cùng thấp thỏm trong lòng rối rắm thẩm lăng rốt cục vẫn ngủ thiếp đi nhưng mà hắn cũng không biết hắn lúc này đây trải qua mộng mộng cùng trước đó mộng đều đem không giống nhau vào một khắc nhập mộng thân thể thẩm lăng đột nhiên biến mất trên giường chương không nếu là trong mộng cái kia bạn đang nghe tại truyện chấm audio đêm trăng sáng treo cao nam tống sau núi chung nam sơn nam tử áo bào đen trắng tuấn giật như tiên đột nhiên xuất hiện chính là trầm lăng đã biến mất trong nguyên thần thế giới sau khi xuất hiện thẩm lăng nguyên nhìn sang sau đó dậm chân trong miệng nói thầm giấc mộng này càng ngày càng chân thật xúc cảm này mùi thơm ngát của cỏ thơm này giống như thật lầm bầm lầu bầu nói xong thẩm lăng ý niệm vừa động nghĩ chính mình bay lên nhưng mà lại không có bất kỳ động tĩnh gì quả nhiên theo mộng cảnh càng ngày càng chân thật mộng cảnh thế giới quy tắc cũng càng ngày càng hợp lý không gì không làm được năng lực hoàn toàn biến mất bất quá đâm rồi trên bầu trời đột nhiên một đạo lôi điện màu tím đánh xuống rơi vào trên cây đào bên cạnh thẩm lăng Thần chi nhãn cùng nguyên tố lực vẫn hữu hiệu như cũ, quy lực cùng hiện thực giống nhau. Ai? Còn không đợi Thẩm Lăng tiếp tục thí nghiệm năng lực của mình, một tiếng kinh hô liền đem hắn hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy ở vị trí cách Thẩm Lăng vài mét bên trái, lúc này lại có hai người. Nữ tử kia một thân áo trắng nằm trên mặt đất, con mắt bị một khối vải che khuất, không nhúc nhích, nhưng có hô hấp, vẫn chưa chết đi. Tuy rằng nữ tử nằm trên mặt đất ánh mắt cũng bị bước che khuất, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một người cực đẹp, thanh nhã tuyệt tục, dung mạo tú lệ. Mà nam thì là một thân hạnh hoàng đạo bào, quỳ xuống bên cạnh thiếu nữ, lúc này kích động không thôi, cực kỳ chột dạ. Ngươi là ai? Thẩm lăng mặc dù cảm thấy một mạng trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ muốn quay về áo tàn sơn, đi tìm Lưu Vân mượn phong chân quân. Nam tử áo bào hạnh hoàng kia cũng không lên tiếng nữa, tự hồ là kiên kỵ cái gì, hoặc là nói là sợ hãi cái gì. Hắn cắn răng, đột nhiên đứng dậy, hướng thẩm lăng nhanh chóng vọt tới. Tốc độ này đối với người thường mà nói rất nhanh, vả lại lại là đột nhiên bạo khởi, đừng nói là người bình thường, chính là giang hồ nhị lưu cao thủ, không có sớm cảnh giác, chỉ sợ đều phải bị đánh lén chịu thiệt. Nhưng mà thẩm lăng cũng không phải là người bình thường, hắn tại thiên lý trước mặt mặc dù chỉ là yếu gà con kiến hôi, nhưng tại nguyên thần thế giới, đó cũng là thần linh dưới mạnh nhất một nhóm sinh linh. Cho nên nam tử áo bào hạnh hoàng đánh lén, trong mắt Thẩm Lăng giống như mở chậm gấp 10 lần. Đắc thủ. Doãn Chí Bình lại không biết tình huống chân thật, hắn thấy Thẩm Lăng không kịp phản ứng, nội tâm nhất thời mừng rỡ, tiếp tục điên cuồng phá động nội lực, muốn đem Thẩm Lăng một chưởng đánh chết. Bùng. Theo một tiếng trầm đục, Doãn Chí Bình dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài thẳng đến khi thân thể đụng vào cây đào mới dừng lại miệng hắn phun máu tươi giống như mất đi khí lực tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất dựa lưng vào cây đào ánh mắt kinh hãi thú vị đây lại là giấc mơ gì trong tiềm thức của tôi còn có thứ này thẩm lăng đi về phía doãn chí bình chỉ cảm thấy trong lòng ngạc nhiên cũng không nhận ra mình căn bản không phải ở trong mộng mà là ở trong hiện thực là nhân vật trong mộng của ta lại còn muốn đánh lén ta thật sự là muốn chết a. À. Thẩm Lăng một bên đi về phía Doãn Chí Bình một bên mở miệng, chuẩn bị một đạo sét đánh chết hắn, nội tâm nghĩ đợi lát nữa sét đánh xuống sau, này hạnh hoàng đạo bào nam nhân có thể hay không giống như sương khói đồng dạng đột nhiên biến mất. Nhưng mà lời nói của Thẩm Lăng lại làm cho Doãn Chí Bình sợ hãi, hắn đại thất phương tất mở miệng. Ta là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ đệ tử Doãn Chí Bình, nơi này là Trung Nam Sơn, ngươi không thể giết ta. Thẩm Lăng dừng bước, Doãn Chí Bình. Hắn nhìn Doãn Chí Bình, lại nhìn thiếu nữ áo trắng dưới đất. Tiểu Long Nữ. Thần Điêu Hiệp Lữ. Trách không được, ta nói làm sao có thể quen thuộc như vậy. Trong lòng thẩm lăng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giận tím mặt. Đều nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng, ta mẹ nó đều mặc 10 năm, quả nhiên vẫn là tức không nổi a à. Nghĩ đến chính mình xuyên qua trước xem thần điêu hiệp lữ phim truyền hình, Thẩm Lăng liền tức giận không chỗ phát tiết. "Các hạ, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm, ta." Tuy rằng nghe không hiểu Thẩm Lăng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Doãn Chí Bình vẫn nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Thẩm Lăng, trong lòng hắn chợt cảm thấy không ổn, nhanh chóng mở miệng muốn giải thích. Nhưng Thẩm Lăng căn bản không cho Doãn Chí Bình cơ hội giải thích, hắn giơ tay lên một kích. Lôi điện màu tím chợt xuất hiện, to bằng nắm tay, hung hăng rơi vào trên người Doãn Chí Bình khiến thanh âm doãn chí bình im bặt thân thể của hắn thoáng cái trở nên cứng ngắc đen kịt cả người nằm bất động trên mặt đất mất đi hơi thở lần này thoải mái rồi nhìn doãn chí bình bị đánh chết thẩm lăng chỉ cảm thấy tinh thần mình sảng khoái tâm tình thoải mái hung hăng ra một ngụm ác khí tuy rằng không phải ở liên nguyệt nhưng giấc mộng này cũng không tệ từ trên người doãn chí bình dời ánh mắt ánh mắt thẩm lăng rơi vào tiểu long nữ đang nằm bên cạnh. Nội tâm hắn hăng hái dạt dào, đi tới bên cạnh tiểu long nữ ngồi sổng xuống, đánh giá tiểu long nữ đang bất động. Dù là con mắt bị che khuất, cũng khó có thể che giấu tiểu long nữ xinh đẹp, để thẩm lăng nhìn không được phát ra cảm khái. Chật, thật đẹp quả thực so với lưu diệt phỉ còn tiểu nữ long hơn. Không đúng, nàng chính là tiểu long nữ. Ân. Ừ. Phải nói là tiểu long nữ trong lòng ta cho nên kế tiếp làm một chính nhân quân tử ta có phải hay không nên cởi bỏ huyệt đạo của nàng thuận tiện gọi dương quá tới quên đi còn thành người đẹp trong hiện thực giả bộ đứng đắn còn chưa tính đây là mộng giả bộ cái gì thẩm lăng trào phúng chính mình một câu nội tâm hưng phấn hẳn lên hai mắt đều trở nên nóng bỏng ở trong hiện thực áp lực tử vong làm cho hắn quá mức áp lực rồi lại không thể đem phần áp lực kia phóng xuất ra chỉ có thể trầm mặt đem hết thảy chôn ở đáy lòng nhưng mà có câu nói qua không bộc phát trong trầm mặc liền diệt vong trong trầm mặc áp lực quá tàn nhẫn một khi bộc phát giống như núi lửa phun trào không thể vãn hồi đây cũng là nguyên nhân thẩm lăng trong khoảng thời gian này ở trong mộng không kiên nể gì như vậy ngay cả sư phụ lưu vân mượn phong chân quân cũng mà hiện tại hắn cũng không biết mình ở trong hiện thực mà là cho rằng mình ở càng thêm chân thật trong mộng cảnh cho nên nếu là ở trong mộng. Doãn Chí Bình làm được, tôi có gì mà không làm được. Long kỵ sĩ này, thẩm lăng tôi cũng muốn làm một. Nói xong, thẩm lăng cúi người xuống. Vân đoá chẳng biết lúc nào che khuất trăng sáng, đại khái là hàng Nga trong nguyệt cung, cũng xấu hổ thấy vui thích nhân gian kia. Thời gian thoáng cái đã qua, đảo mắt sắc trời đã sáng. Thẩm lăng ông thiếu nữ trong ngực, nội tâm hiếm khi bình tĩnh lại. Lúc này hắn giống như thánh nhân. Ai, tuyệt không muốn tỉnh a. À. Thở dài một tiếng thật sâu, Thẩm Lăng có chút ăn cốt biết tuỷ, trầm mê trong niềm vui sướng phóng túng. Nhưng hắn biết, không bao lâu nữa chính mình sẽ tỉnh, bởi vì trận mộng này dừng lại thời gian đã quá lâu. Mà tại hắn tỉnh lại một khắc kia, hiện tại hết thảy cũng đều sẽ như bọt biển trong nháy mắt tan vỡ. Giấc mộng Hoàng Lương cuối cùng cũng tỉnh, ta và ngươi lần sau gặp lại không biết lại là năm nào tháng nào có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại đem tiểu long nữ trong ngực phù chính để cho nàng chính diện đối diện với mình nhìn nữ tử đã là bọt biển trong lòng thẩm lăng không nở hắn giơ tay cởi bỏ vải xanh trên mắt tiểu long nữ đập vào mắt nhìn thấy là một khuôn mặt sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc lại đẹp như thiên tiên chỉ là ánh mắt nàng nhìn về phía mình lại tràn ngập cừu hận cùng tuyệt vọng nhưng chính là như thế làm cho nàng có thêm một phần cảm giác tan vỡ cha nghiện cờ bạc mẹ tê liệt em gái đi học cô tan nát loại cảm giác tan vỡ này là đàn ông cũng không nhịn được đau lòng thật là đẹp mắt a à. tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiểu long nữ nội tâm thẩm lăng càng thêm không nở nếu như có thể giấc mộng này vẫn không tỉnh thì tốt biết bao thẩm lăng thì thào tự nói ánh mắt mê ly sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhạt đi. Giấc mơ sẽ thức giấc. Một ngày nào đó ta sẽ trở về, sẽ lại đến bên cạnh ngươi. Không ai có thể tổn thương ngươi, Doãn Chí Bình không được, Công Tôn chỉ không được, toàn chân giáo, Kim Luân Pháp Vương, không ai được. Thanh âm dễ nghe cũng cùng nhau chậm rãi nhạt đi, cuối cùng cùng người của Thẩm Lăng cùng một chỗ, ở trong mắt tiểu long nữ như tuyết tan chảy. Không lâu sau, Dương Quá đến hắn thấy tiểu long nữ nằm trên mặt đất, một bên dưới cây đào nằm doãn chí bình thi thể, nhất thời biến sắc, kinh hô một tiếng sau, nhanh chóng đi tới tiểu long nữ bên người vì nàng giải khai huyệt đạo. Thế giới nguyên thần, thẩm lăng từ từ tỉnh lại. Chương 04 Kinh Hoàng Thiên Uy, Lôi Đình Kiếp Diệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Áo tàn sơn, Lưu Vân mượn phong chân quân động thiên Thẩm lăng từ từ tỉnh lại, từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái mộng đẹp không lưu người a à. thở dài một tiếng thẩm lăng nhớ lại tối hôm qua hương diễm hận không thể lại mộng một lần nhưng cái này rất khó loại mộng này là rất khó tiếp tục đêm nay cho dù lại nằm mơ phỏng chừng cũng là nội dung bất đồng đáng tiếc tiểu long nữ của ta so với lưu thiên tiên còn xinh đẹp hơn chỉ có thể hữu duyên gặp lại buông hình ảnh trong đầu xuống thẩm lăng để cho mình phục hồi tinh thần lại anh đứng dậy thu dọn đồ đạt chuẩn bị tối hôm qua một chút kỳ thật cũng không có gì chỉ có một ít ma lạp cùng với danh sách lưu vân mượn phong chân quân đưa cho hắn như thế nào cảm giác có chút hư ảo ta cũng không có mộng di a à. miệng lầm bầm một câu thẩm lăng rời khỏi phòng mình ra ngoài rửa mặt rất nhanh hắn liền xử lý tốt ngồi ở trên ghế đá chờ đợi thân hạt. sư đệ sư tỷ không bao lâu thân hạt đã đến hai người chiếu cố thẩm lăng hướng lưu vân mượn phòng phong chân quân mở miệng sư phụ chúng ta xuất phát đi đi thanh âm từ trong phòng truyền đến rất hiển nhiên lưu vân mượn phong chân quân không muốn gặp thẩm lăng đối với việc này thẩm lăng bất đắc dĩ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng trong mộng đối với sư phụ trăm loại tư thế nhưng mộng là mộng hiện thực là hiện thực giấc mộng của mình hư hư thực thực bị sư phụ biết thẩm lăng nội tâm vẫn là rất xấu hổ sau khi rời khỏi đồng thiên thẩm lăng mở miệng với thân hạc sư tỷ tài liệu sư phụ đưa đã phải đi phàm trần mua sắm vậy không bằng chúng ta đi cảng liên nguyệt đi được thân hạc gật đầu đi đâu đối với nàng mà nói cũng không quan trọng quan trọng là có thể cùng thẩm lăng đi thấy thân hạc đồng ý thẩm lăng và thân hạc liền đi về phía cảng liên nguyệt áo tàn sơn cách cảng liên nguyệt cũng không gần, đoạn đường này hai người cần không ít thời gian. Nếu là phạm nhân tầm thường, đoạn đường này chỉ sợ phải chuẩn bị rất nhiều lương khô mới được, vả lại còn cần có võ nghệ bên người, hoặc là có hộ vệ bảo hộ, bằng không rất khó an toàn tới. Đối với thẩm lăng và thân hạt mà nói lại không giống nhau, bọn họ ăn gió uống sương, đói bụng ăn chút thanh tâm, khác uống chút sơn tuyền. Cũng không sợ sẽ gặp phải ma vật cùng giả thú, lấy thực lực của hai người, chỉ cần không phải thần minh cấp độ kia sinh linh ra tay đều có thể dễ dàng ứng đối lần này đi cảng liên nguyệt chúng ta đi gặp cam vũ tiền bối đi sau khi rời khỏi núi áo tàn đi trên đường núi tuyệt vân giang thẩm lăng chủ động mở miệng giải thích sư phụ thường xuyên nhắc tới cam vũ tiền bối chắc là trong lòng rất nhớ vừa vặn lễ hội đèn biển cũng sắp tới nếu gọi cam vũ tiền bối cùng chúng ta trải qua lễ hội đèn biển chắc hẳn sư phụ cũng sẽ rất vui vẻ được nếu có thể ta còn muốn bái phỏng lý thủy điệp sơn chân quân và tước nguyệt trúc dương chân quân hai vị chân quân đều là bạn tốt của sư phụ có bọn họ ở đây hãy đăng tiết cũng có thể náo nhiệt hơn một chút được cũng không biết ca trần lãng thị chân quân hiện tại có hay không tại liên nguyệt cảng nếu là ca trần lãng thị chân quân cũng ở đem nàng cùng nhau mời tới vậy thì không thể tốt hơn được nếu không mời được mấy vị chân quân Vậy thì tận lực mời Cam Vũ Tiền Bối đến, nếu Cam Vũ Tiền Bối cũng không rảnh, vậy chúng ta đi dạo nhiều ở cảng Liên Nguyệt, mua chút lễ vật cho sư phụ. Được. Dọc theo đường đi, Thẩm Lăng nói kế hoạch của mình với thân hạt, thân hạt đều nói thẳng một chữ được. Đây cũng không phải là qua loa, thứ nhất cô nghe theo Thẩm Lăng ngôn, không quan tâm những thứ khác, chỉ quan tâm Thẩm Lăng. Thứ hai là không giỏi ăn nói, cũng không cần phải cố ý tìm đề tài trước mặt Thẩm Lăng ở trong sơn giả cách hai người xa xa lưu vân tá phong chân quân nhìn hai người sống vai mà đi nội tâm đắc ý gật đầu mưu kế của bổn tiên quả nhiên có hiệu quả chỉ cần cho hai người bọn họ cơ hội tạo ra một mình cảm xúc trong lòng bọn họ sẽ hiện ra bị hấp dẫn sâu sắc lẫn nhau tin rằng không bao lâu nữa thẩm lăng sẽ yêu thân hạt hai người kết thành đạo lữ sinh hạ lân nhi ân ái cả đời bạch đầu giai lão đến lúc đó bản tiên lại nên cho đem đệ tử chuẩn bị chút gì tân hôn hạ lễ đây lưu vân mượn phong chân quân lầm bầm lầu bầu đã bắt đầu suy nghĩ cho trầm lăng cùng thân hạt hài tử lễ vật sự tình nhưng mà cô cũng không biết chuyện liên quan đến tình cảm cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của cô trong nội dung vở kịch chuyện của gia minh và cha gia minh nếu thật sự theo mưu kế của cô hơn phân nữa là không có tác dụng gì sở dĩ cuối cùng có thể hòa hảo chỉ có thể nói là trùng hợp trời xuôi đất khiến mà thôi không bao lâu nữa chúng ta có thể đến cảng liên nguyệt bất quá hôm nay cũng không cần gấp như vậy có thể ở gần đây nghỉ ngơi một đêm rồi đi hồi lâu sau thẩm lăng cùng thân hạc đã đi tới địa giới thúy quyết pha thẩm lăng nói với thân hạc đột nhiên giọng nói dừng lại nhìn về phía trước cách đó không xa là ma vật để ta xử lý thân hạc mở miệng nói muốn ra tay nhưng bị thẩm lăng ngăn cản. Hay là để ta đi sư tỷ, vừa vặn nhìn xem thuật mới của ta hiệu quả như thế nào. Nghe vậy, thân hạt dừng lại. Mà thẩm lăng thì là bình tĩnh nhìn hướng hai người vọt tới ma vật, đợi đến những ma vật kia đi tới cách hai người chừng 50 mét khoảng cách lúc, hắn động. Chỉ thấy tay phải thẩm lăng nâng lên, giữa ngón trỏ và ngón giữa có phù màu tím xuất hiện, trên phù này có hoa văn thần bí, toàn thân hiện ra tử quan, là lực lượng của lôi nguyên tố hoảng sợ thiên uy lôi đình kiếp diệt theo trầm lăng trong tay phụ ném ra ở cái kia hơn 10 cái ma vật trên không liền chợt xuất hiện một mảnh màu tím lôi vân phạm vi tử vân này rất rộng ước chừng phạm vi trăm thước sau khi lôi vân xuất hiện trong lôi vân có lôi đình bổ xuống một lần bảy bảy bốn mươi chín đạo lạc lôi tự như thiên kiếp lôi đình rơi trên mặt đất mặt đất nổ tung ma vật kêu thảm thiết toàn bộ tràn diện tự như tận thế giáng lâm, lại như vực sâu địa ngục. Chỉ là mấy cái hô hấp, mười mấy cái ma vật liền hôi phi yên diệt, cùng trong lôi kiếp chôn vùi. Mà lôi vân cũng tiêu tán, một lần nữa lộ ra bầu trời trong sáng, khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ có đất đai giống như bị cày qua một lần đang chứng minh sự khủng bố vừa rồi. Cũng không tệ lắm. Thẩm lăng hài lòng gật đầu, đối với thuật mới của mình kiếp diệt rất là hài lòng. Đây là hắn gần đây khai phá ra thuật, là một cái trưởng thành tính phạm vi công kích thuật, hiện tại là 7749 đạo lôi, tương lai có thể là 9981 đạo lôi, hoặc là 365 đạo lôi. Hoặc là 3.000 đạo lôi, 3.000 lần 3.000 đạo lôi. Quy lực cụ thể, quyết định bởi nguyên tố lực thẩm lăng có thể khống chế. Di, đột nhiên, thẩm lăng nhìn về phía sườn núi xa xa. Có một người ở đó. Một chàng trai trẻ. Chương 05. Công tử Khiêu Chiến lại đến mộng cảnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy Thẩm Lăng nhìn về phía hắn, liền nhanh chóng đi về phía Thẩm Lăng và thân hạ. Không lâu sau, hắn đã đến. Thẩm Lăng nhìn sang, đây là một người hắn quen thuộc lại xa lạ. Nhưng mặc dù hai người chưa từng gặp qua, Thẩm Lăng vẫn nhận ra người trước mắt là ai vị trí thứ 11 trong những quan chấp hành ngu xuẩn của Đông Quốc về Ataria. Xin chào bằng hữu, vừa rồi lôi điện thật là lợi hại. Dalia cười mở miệng, hắn rất trẻ tuổi, mới chừng 20 tuổi, vẻ mặt dương quang đẹp trai, dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Xin chào, anh cũng không tệ. Thẩm Lăng cũng mỉm cười mở miệng, cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, tuy rằng công tử đạt lợi á ở trong nội dung vở kịch hẳn là thuộc về thế lực tà ác nhưng nội dung vở kịch còn chưa đi hết ai cũng không biết cuối cùng có thể lại có cái gì đảo ngược hay không đương nhiên chủ yếu nhất là trầm lăng cùng đạt lợi á không có sinh ra xung đột nguyên nhân nếu là đạt lợi á thương tổn đến trầm lăng quan tâm người hắn cũng mặc kệ đạt lợi á thân phận gì là chính là tà đều sẽ làm cho đạt lợi á trả giá thật lớn tổn thương người hắn quan tâm cho dù là thần linh cũng không được dù sao cũng bất quá vừa chết đem thẩm lăng hắn chọc giận cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ai? Làm sao ngươi biết ta cũng rất lợi hại? Đạt đạt lời á lộ hơi kinh ngạc, trong lòng nhìn không được hoài nghi mình bị nhận ra sao? Cảm giác. Nhưng mà lời nói của thẩm lăng lại làm cho nội tâm đạt đạt lời á lúng túng, thầm nghĩ còn may vừa rồi hắn không nói cái gì bị ngươi nhận ra các loại lời nói. Ha ha ha, vậy cảm giác của ngươi vẫn rất chuẩn. Đạt đạt lời á cười mở miệng, nội tâm có chút nóng lòng muốn thử hắn là một cái hiếu chiến người thậm chí có thể dùng chiến đấu cuồng để hình dung đối khiêu chiến thực lực mạnh mẽ đối thủ tràn ngập hứng thú thậm chí sẽ lâm vào mừng như điên vừa rồi thẩm lăng mặc dù chỉ là dùng một thuật nhưng hắn triển lãm uy lực đủ để nói cho đạt lợi á thẩm lăng thực lực đây là một đối thủ đáng để hắn khiêu chiến thẩm lăng nhìn ra chiến ý trong mắt đạt lợi á liên tưởng đến đạt lợi á người thiết lập tự nhiên biết đạt lợi á nội tâm ý nghĩ nhưng thẩm lăng cũng không phải rất muốn cùng đạt đạt lợi á chiến đấu hắn hiện tại càng muốn cùng sư tỷ tìm một chỗ có thể ở lại sau đó tiến vào mộng cảnh đi trong mộng tìm kiếm khoái hoạt tối hôm qua là tiểu long nữ như vậy đêm nay có thể là hoàng dung hay không trong lòng thẩm lăng chờ mong không thôi xem bộ dáng của các ngươi là muốn đi xa Dalia rất muốn cùng Thẩm Lăng tới một hồi quyết đấu kịch liệt, nhưng hắn không có lập tức mở miệng, dù sao cái này có chút không lễ phép. Mà là dự định hỏi thăm một chút, xem có cơ hội thích hợp hay không. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể cứng trắng tới. Định đi cản liên nguyệt, nhưng hôm nay không định tiếp tục lên đường. Thẩm Lăng tùy ý mở miệng, đối với mục đích của mình cũng không có che giấu, đây cũng không phải là bí mật gì không thể cho ai biết. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối phương là công tử Dalia, một cái trầm lăng coi như hiểu rõ người. Nếu đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức của mình như vậy. Thật sao? Thật trùng hợp, tôi cũng định đi cản liên nguyệt. Không bằng cùng đi thì sao? Đạt đạt lợi á nghe vậy nhất thời vui vẻ, chỉ cần đồng hành, cơ hội cũng rất dễ dàng tìm được. Thật có lỗi, sư tỷ ta không thích giao tiếp với người lạ, chỉ sợ không thể đồng hành với ngươi. Thẩm Lăng mở miệng cự tuyệt, tuy rằng nếu hắn mở miệng, thân hạt cũng sẽ không phản đối, nhưng nội tâm thân hạt khẳng định là không hy vọng có người ngoài cùng đi. như vậy a, à, được rồi. xem ra ta chỉ có thể một mình đi trước. đạt đạt lợi á thất lạc mở miệng, nhưng nội tâm cũng đã suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền cùng Thẩm Lăng làm một hồi. bên kia là đồng bạn của ngươi sao? bọn họ tự hồ đang chờ ngươi nhưng mà ngay tại đạt lợi á nội tâm nóng lòng muốn thử thời điểm trầm lăng thanh âm để cho hắn sửng sốt hắn quay đầu nhìn lại xa xa có rất nhiều ngu nhân chúng bộ hạ ở bên kia tự hồ muốn tới lại có chút do dự bộ dáng xem ra là thật sự không thể đồng hành như vậy trực tiếp đánh một trận đi đạt đạt lợi á bất đắc dĩ thở dài sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn thẩm lăng ngươi rất mạnh tuy rằng những ma vật kia đều rất yếu nhưng ngươi có thể dễ dàng như vậy đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt đủ để chứng minh thực lực của ngươi đáng giá ta khiêu chiến nhưng ta cũng không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sắc mặt thẩm lăng không thay đổi lại cự tuyệt ta rất ít khi bị người liên tục cự tuyệt hai lần đều nói sự bất quá ba lần sau ngươi cũng không thể cự tuyệt lời mời của ta nữa như vậy lần sau gặp lại đạt đạt lợi á cuối cùng vẫn là đè xuống chiến ý trong lòng lúc này đây khiêu chiến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tin tưởng không bao lâu nữa, hai người còn có thể ở liên nguyệt cảng gặp mặt nguyên nhân. Nói xong không đợi thẩm lăng đáp lại, Dalia liền nhanh chóng chạy đi, đi cùng bộ hạ của hắn hồi hợp. Chúng ta cũng đi thôi, sư tỷ. Nhìn đạt đạt lợi á cùng đám ngu nhân biến mất ở trong tầm mắt, thẩm lăng đối thân hạt mở miệng. Hai người không có tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa là ở phụ cận tìm kiếm có thể đặt chân địa phương cái này cũng không khó không bao lâu thẩm lăng liền tìm được thích hợp điểm dừng chân buổi tối thẩm lăng và thân hạc cùng nhau ăn cơm hai người cùng ở trên sườn núi nhìn bầu trời sao nói chuyện phím nhưng phần lớn là thẩm lăng đang nói vả lại cũng không nói bao nhiêu đây là hai người độc đáo ở chung phương thức rất tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nhưng cũng dừng lại ở đây Thẩm Lăng không có lòng tin sống sót, cho nên hắn sẽ không chủ động tiến về phía trước, đối mặt với sự chủ động của thân hạt, hắn cũng chỉ sau đó lui tránh. Đêm dần dần sâu. Thẩm Lăng cũng mang theo tò mò cùng chờ mong chậm rãi đi ngủ. Nam Tống, Trung Nam Sơn. Liệt dương nhô lên cao. Thân thể Thẩm Lăng lại trống rỗng xuất hiện. Di, mới xuất hiện, đánh giá một chút bốn phía sau, Thẩm Lăng liền nhìn không được một tiếng kinh hô. Vậy mà thật sự tiếp tục. Nhìn cảnh tượng quen thuộc cùng với cái cây bị sét đánh kia, Thẩm Lăng rất là bất ngờ, kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại một lần nữa đi tới cái này làm cho hắn hồn oanh mộng khiên mộng cảnh. Ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, nhìn thấy hắn ba ngày thật sự rất hoài niệm giấc mộng này a. À. Nếu vậy, tôi có thể gặp lại tiểu long nữ của tôi không? Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như thiên tiên kia, thẩm lăng nhất thời hưng phấn hẳn lên. Bất quá, làm sao đi tìm nàng đây? Chương 06 Bị thẩm phán long nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tin tức tốt Giấc mộng hương diễm tiếp tục Tin xấu Nữ chính của giấc mơ không biết đã đi đâu Tuy nhiên, vấn đề không lớn Cùng lắm thì đổi nữ chính là được, dù sao cũng là mộng Tiểu long nữ tuy rằng Hoàng dung cũng không kém trong lòng thẩm lăng tràn ngập chờ mong chính là thời gian một ngày từ chung nam sơn đến tương dương thành cũng không biết ta chịu nổi hay không tự lẩm bẩm nói xong thẩm lăng ý niệm vừa động muốn trực tiếp di động trong nháy mắt nhưng thất bại tôi bay được rồi xem ra giấc mơ này cũng không thể không gì không làm được vậy có cần thiết phải đi không từ Trung Nam Sơn đến Tương Dương Thành ước chừng 500 km, hắn ở trong mộng cũng không ở được bao lâu, cũng chỉ mấy canh giờ. Thật muốn chạy tới, vậy cũng quá lao lực. Không bằng đi dạo toàn chân giáo, hoặc là đi cổ mộ nhìn xem cửu âm chân kinh trong lòng ta, có phải là vô tự thiên thư hay không? Từ bỏ ý định đi Tương Dương Thành về sau, Thẩm Lăng có mục tiêu mới. Hắn thả người nhảy lên, thân thể liền bay lên không mà qua, thoáng cái đi tới trên đại thụ cao hơn 10 mét đây là bản lĩnh học được từ chỗ lưu vân mượn phong chân quân lại nói tiếp có thể làm lưu vân mượn phong chân quân đệ tử thật sự rất tốt có thể dùng may mắn để hình dung bởi vì lưu vân tá phong chân quân không chỉ có thể dạy ngươi phương pháp tu hành còn có thể dạy ngươi cơ quan chi thuật luyện đan chi thuật phù chú chi thuật thẩm lăng biết một ít cơ quan thuật cùng luyện đan thuật tuy rằng trình độ không bằng lưu vân mượn phong chân quân thâm hậu nhưng cũng có thể nói là được lưu vân mượn phong chân quân tám phần chân truyền đây là nguyên nhân thẩm lăng không toàn tâm toàn lực đi học tập. Thiên phú ngộ tính của hắn chính là như thế, là Lưu Vân mượn phong chân quân gần ngàn năm qua gặp qua trong nhân loại, có thể nói là tốt nhất. Đạo quán Nơi đó hẳn là toàn chân giáo. Nhìn kiến trúc như ẩn như hiện xa xa, trong lòng thẩm lăng thầm nghĩ, thần chi nhãn bên hồng sáng lên, lôi nguyên tố lực trong thiên địa bị điều động. Sau một khắc, Thẩm Lăng cả người hóa thành một đạo lôi điện màu tím từ tại chỗ biến mất, nhanh chóng hướng về toàn chân giáo phương hướng tới gần. Đây là Thẩm Lăng tự nghĩ ra kỹ năng, tên là Lôi Hành, nguyên lý là đem chính mình cùng lôi nguyên tố lực hòa làm một thể, hóa thân lôi điện, từ đó đạt tới nhanh chóng di động hiệu quả. Mà khi Thẩm Lăng nhanh chóng tới gần toàn chân giáo, toàn chân giáo lúc này cũng vô cùng náo nhiệt. Trên quảng trường, hơn trăm toàn chân giáo đạo sĩ hội tụ cùng một chỗ ánh mắt đều nhìn về phía một người một nữ tử mặc áo trắng khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên sắc mặt nàng tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc áo trắng trên người lại có vài vết máu đó là kiếm thương đến từ toàn chân thất tử phía trên bậc thang quảng trường lúc này nữ tử tự nhiên chính là nữ chính tiểu long nữ trong mộng của thẩm lăng nàng hiện tại tình cảnh rất không tốt gặp phải một hồi thẩm phán sinh tử không do mình nhưng mặc dù sau một khắc liền có thể chết đi tiểu long nữ ánh mắt nhưng không có nửa điểm dao động một đôi mắt đạm mạc như băng không mang theo một tia cảm tình nếu có cảm xúc đại khái cũng chỉ có tuyệt vọng và chết lặng mà không có sợ hãi và phẫn nộ ô ô ô ô ở một bên quảng trường thiếu niên tuấn lãng bị dây thừng trói chặt hai gã đạo sĩ đè chặt thân thể hắn làm cho hắn không thể giải thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn cô của mình bị thẩm phán Thiếu niên tự nhiên chính là Dương Quá, hôm nay hắn có thể nói là một mặt mộng. Cô cô nằm trên mặt đất, đạo sĩ chết dưới tàn cây đào, Nghĩa phụ lại một lần nữa nổi điên. Dương Quá còn không kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô bị hắn giải khai huyệt đạo liền phẫn nộ ra tay với thi thể Doãn Chí Bình, tựa hồ đang trút giận. Kết quả một màn này lại bị đạo sĩ toàn chân giáo đến tìm Doãn Chí Bình nhìn thấy, sau đó toàn chân giáo xuất động quy mô lớn, toàn chân thất tử tự mình ra tay bắt hắn và cô cô đến đây. Sau khi bắt tới, cô không nói một lời, mà hắn hết đường chối cãi, cố gắng tranh thủ cũng trở thành càng quấy trong miệng triệu chí kính, ra sức chạy trốn mà không được, cuối cùng bị trói lại, chặn miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị thẩm phán. Trưởng giáo chân nhân, sự thật đã bày ra trước mắt, Doãn Chí Bình sư đệ chính là bị đôi thầy trò này làm hại, xin trưởng giáo chân nhân giết yêu nữ này, vì Doãn sư đệ báo thù. Trên quảng trường, tiếng giận dữ tràn ngập quán giận của Triệu Chí Kính mở miệng, trong giọng nói cũng tràn đầy bi thương, giống như Doãn Chí Bình đã chết không phải sư đệ của hắn, mà là em trai ruột của hắn. Nhưng mà trên thực tế, trong nội tâm Triệu Chí Kính lúc này dĩ nhiên là cười như hoa. Hắn muốn trở thành trưởng giáo toàn chân mới, Doãn Chí Bình là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Hiện tại đối thủ cạnh tranh này đột nhiên chết bất đắc dĩ, đối với hắn mà nói quả thực là kinh hỉ lớn lao đừng nói giết tiểu long nữ báo thù cho Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính hận không thể nói với tiểu long nữ một tiếng hành động này đại thiện. Nhưng hắn không thể làm như vậy, không chỉ không thể như vậy, hơn nữa còn phải biểu hiện ra một bộ dáng cực kỳ bi ai, như vậy mới có thể thể hiện ra tình đồng môn của hắn đối với sư đệ. Ngô ngô ngô. Ngô 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 ngô. Dương quá nghe vậy, thân thể ra sức dậy ra muốn đứng dậy, nhưng lại bị đạo sĩ phía sau vô tình trấn áp hắn bây giờ ngay cả biện giải cũng không làm được tiểu long nữ vẫn không nói một lời vẻ mặt chết lặng khác với nguyên tác lúc nguyên tác cô bị làm bẩn tưởng là dương quá về sau mới biết được chân tướng mà tối hôm qua cô biết người nọ không phải dương quá trên bậc thang trưởng môn toàn chân giáo khâu xử cơ ánh mắt lạnh như băng sắc mặt xanh mét doãn chí bình là đệ tử của hắn cũng là trưởng môn nhân tiếp theo của toàn chân giáo trong lòng hắn ở trong lòng khâu xử cơ có địa vị rất trọng yếu đã sớm trở thành thân tử của mình nhưng mà hắn đắc ý đệ tử chọn trúng người thừa kế trong lòng thân tử lúc này lại thành một cổ đen sị thi thể trên người còn cắm đầy ngân châm tử tướng không thể nói không thê thảm chư vị sư huynh để cảm thấy nên xử trí như thế nào khâu xử cơ mở miệng hỏi giọng nói có chút khang khang nghe vậy sư phụ của triệu chí kính là vương sử nhất lập tức mở miệng yêu nữ như thế, phải giết. Mấy vị khác toàn chân thất tử cũng là lòng đầy căm phẫn, đều mở miệng đồng ý, nhìn về phía tiểu long nữ ánh mắt cũng tràn ngập phẫn hận. Không chỉ khâu xử cơ coi trọng Doãn Chí Bình, Doãn Chí Bình ở trong lòng toàn chân thất tử bọn họ, cũng có địa vị không nhẹ, là hậu bối mà bọn họ đều tán thành, trưởng môn kế tiếp. Lúc này đột tử dưới tay tiểu long nữ, bọn họ nhất định phải báo thù cho vi chất. Tốt, vậy tru sát tên này, báo thù cho Chí Bình. Khâu xử Cơ lạnh như băng mở miệng, ánh mắt có chút phím hồng, hắn không muốn suy xét lại quan hệ sâu xa giữa Lâm Triều Anh phái cổ mộ và sư phụ nhà mình Vương Trùng Dương, ái đồ bị giết, làm cho nội tâm hắn chỉ có một ý nghĩ, báo thù cho ái đồ. Chương 7. Vừa gặp bản tiên, vì cái gì không bái? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tru sát yêu nữ, báo thù cho Doãn sư đệ. Trên quảng trường, triệu chí kính hô to một tiếng. Nhất thời, đó là một mảnh hô to phụ họa. Tru sát yêu nữ, báo thù cho Doãn Sư Huynh. Hơn trăm đạo sĩ cùng hô to, tiếng vang trung trời, giống như sấm sét vang vọng dãy núi. Bọn họ hô to rất dùng sức, biểu tình nhìn qua có vẻ dữ tợn, tuyệt không giống như là đệ tử đạo gia, ngược lại giống như người trong ma đạo. Dương quá hai mắt đỏ bừng, điên cuồng dãy dụa, bởi vì quá dùng sức, thân thể tự hồ đều ở dây thừng buộc chặt hạ biến hình. Nhưng hắn dẫy không thoát, mặc kệ nội tâm phẫn nộ cùng thống khổ cỡ nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Tiểu Long nữ đứng trong đám người mặt không chút thay đổi, đều nói bi thương lớn hơn tâm chết, có người nhìn như còn sống, nhưng có thể đã chết. Sắc mặt khâu sử cơ vẫn xanh mét như trước, hai mắt hắn đỏ bừng, ánh mắt hàm sát, vẹt một tiếng rút bảo kiếm trong tay ra, từng bước từng bước bước xuống bậc thang, quyết định tự tay tru sát tiểu long nữ, báo thù cho đệ tử. Ngươi còn muốn nói gì không? Đi tới bên cạnh tiểu long nữ, Khâu Sử Cơ lạnh lùng mở miệng. Tiểu Long nữ không nói một lời, mặt không chút thay đổi. Thấy thế, Khâu Sử Cơ không hề do dự, giơ tay một kiếm đâm vào tim tiểu long nữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Khâu Sử Cơ cùng tiểu long nữ, nhìn thanh kiếm kia, chờ đợi thanh kiếm kia nhập vào thân thể tiểu long nữ nhưng mà vào lúc này dị biến đột sinh bỗng nhiên trong lúc đó lại có sấm sét giữa trời quang một đạo lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào khâu xử cơ bản năng thân là cao thủ nhất lưu khiến khâu xử cơ sởn gai ốc đồng thời ra sức né tránh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh lôi đình đột nhiên này mà này đột nhiên xuất hiện tự sắc lôi điện cũng làm cho mọi người cả kinh rất nhiều toàn chân giáo đệ tử càng là bị dọa đến thân hình bất ổn suýt nữa ngã sắp xuống chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, sau đó liền mở to hai mắt. Bởi vì trên quảng trường này, nhiều ra một người. Phản phất trống rỗng xuất hiện bình thường, cái kia nhiều đi ra người đứng ở tiểu long nữ bên người, lúc này đang đánh giá bốn phía, trên mặt một bộ hăng hái dạt vào biểu tình. Hắn mặc cẩm y hai màu đen trắng, quần áo bồng bềnh. Trên người hình như có tử điện cuốn quanh, tư thần đoan nghiêm. Đứng ở trong đám người, tự như tiên kỳ quái, trong trí nhớ của tôi không có đoạn kịch bản này a. À. Thẩm lăng âm thầm nói thầm một tiếng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Mộng mà, đều là không thể tưởng tượng nổi, thiên kỳ bách quái. Mặc kệ thiết lập không hợp lý như thế nào, ở trong mộng cũng đều là hợp lý. Không cần xoắn suýt, cũng không cần phải xoắn suýt. Coi như là một trò chơi được rồi. Vèo. Tiếng xé gió nhỏ không thể nghe thấy xuất hiện bên tai, thẩm lăng giơ tay, giữa ngón trỏ và ngón giữa liền có thêm một cây kim bạc. Là ngọc phong châm của tiểu long nữ, sau khi nhìn thấy thẩm lăng, tiểu long nữ đã dùng hết khí lực cuối cùng phát ra một kích này. Đáng tiếc, cũng không có hiệu quả gì. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, cách em chào đón anh rất độc đáo, anh thích. Khóe miệng thẩm lăng nhếch lên, đối với tiểu long nữ đánh lén cũng không thèm để ý. Mà tiểu long nữ thì là khí rung lạnh, muốn tiếp tục ra tay, cũng đã không còn khí lực. Các hạ là ai? Khâu Sử Cơ chưa hoàn hồn mở miệng, nhìn Thẩm Lăng đột nhiên xuất hiện, nội tâm ngưng trọng. Người trước mắt tuyệt đối là một cao thủ đáng sợ. Không chỉ Khâu Sử Cơ nghĩ như vậy, lúc này toàn chân thất tử đều cho là như thế. Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Thẩm Lăng nhìn sang. Mặc dù không biết người trước mắt cụ thể là ai, nhưng với sự thông minh của Thẩm Lăng, hắn chỉ coi trọng vài lần kết hợp với câu chuyện thần điêu hiệp lữ cũng đã hiểu đại khái tình huống hiển nhiên toàn chân giáo quy kết cái chết của doãn chí bình là do tiểu long nữ định giết cô ta để báo thù cho doãn chí bình cái này quá thú vị giấc mơ như thế quả thực giống như chơi trò chơi mô phỏng ba chiều trong lòng thẩm lăng cảm khái không thôi căn bản sẽ không nghĩ tới đây là thế giới chân thật bản tiên chấp đạo chế lý chân quân là vậy thẩm lăng lạnh nhạt mở miệng tâm tư chuyển động, liền lấy cho mình một danh hiệu khí phách. Chấp đạo chế lý, chấp trưởng đại đạo, chế định đạo lý ý tứ. Dù sao nơi này cũng là trong mộng, sẽ không bị vạch trần, có thể buông lá gan chơi. Bản tiên Chân quân Người đồng môn Lời nói của thẩm lăng khiến đám người khâu xử cơ sửng sốt. Nhưng sau đó chính là nhíu mày thật sâu. Khâu xử cơ hít sâu một hơi, chuẩn bị hỏi thẩm lăng là đạo sĩ dạy cái gì nhưng mà còn không đợi hắn hỏi, thẩm lăng đã mở miệng trước. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt đạm mạc, phản phất thần minh quan sát phạm nhân. Đã thấy bản tiên, vì sao không bái? Lời vừa nói ra, khâu xử cơ trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Người này vừa rồi đang nói cái gì? Để ta bái hắn. Cung vọng. Một tiếng quát to vang lên, không đợi khâu xử cơ nổi giận, đã có người ngồi không yên là triệu chí kính, hắn mắt thấy kế hoạch của mình bị ngăn cản, nội tâm sốt ruột, có chút mất trí. Tự hồ đã quên vừa rồi thẩm lăng thần kỳ xuất hiện, hoặc là theo bản năng cho rằng là bàn môn tả đạo. Cho nên dũng cảm cầm kiếm chém về phía thẩm lăng. Hành vi như vậy, tự nhiên là ngu không thể với tới. Thẩm lăng không ngăn cản tru sát tiểu long nữ, đối với vị trí trưởng môn của hắn cũng đã không còn ảnh hưởng, doãn chí bình chết đi, chưởng môn kế tiếp của toàn chân giáo cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng triệu chí kính loại người trí tuệ ngắn mũi này, làm ra hành động ngu xuẩn bực này cũng hợp tình hợp lý. Răng rắc. Tiếng sấm nổ vang, một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía triệu chí kính. Lôi này tới quá nhanh, trống rỗng xuất hiện, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, triệu chí kính tự nhiên cũng vậy. Mà triệu chí kính bản thân bất quá nhị lưu tiêu chuẩn không hề phòng bị dưới bị công kích, càng là khó có thể tránh né, cả người bị tử lôi hung hăng bổ trúng, thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc, cả người thẳng tắp ngã xuống. Một màn này làm cho mọi người trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy. Toàn bộ quảng trường bình đài, trên trăm đạo sĩ, cụ đều im lặng thất thanh, yên tĩnh một mảnh. Ngay cả tiểu long nữ cũng trừng to mắt, nội tâm tuyệt vọng bị khiếp sợ đè xuống. Bất kính tiên sư vẫn là thanh âm của thẩm lăng đem bình tĩnh đánh vỡ tiên 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 có đạo sĩ lắp bắp nhìn thẩm lăng xa xa theo bản năng mềm nhũng quỳ xuống hành lễ không có gì lạ bởi vì đây là triều tống triều tống của xã hội phong kiến hỏi đáp thắc mắc hỏi cách đao loa người thời đại này tin tưởng có thần linh nội tâm sùng bái thần linh kính sợ thần linh thẩm lăng tự xưng bổn tiên lại có thể sử dụng lôi điện, hắn không phải thần linh, ai là thần linh? Đừng nói là đạo sĩ bình thường, chính là toàn chân thất tử, nội tâm đều rung lên. Nhưng bọn họ chung quy là nhất lưu cao thủ, kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít giang hồ dị thuật, mặc dù ngay cả nội tâm kinh nghi, nhưng cũng không có nhận định thẩm lăng chính là tiên nhân thật sự. Hơn nữa, Chí Kính Vương Sử vừa vận chuyển nội lực, thoáng cái đi tới bên người triệu Chí Kính cuối người, hai tay ông lấy triệu chí kính chết không nhắm mắt, nội tâm bi phẫn. Hắn vừa rồi còn vì khâu xử cơ mất đi đệ tử mà tiếc hận ai tháng, không nghĩ tới đảo mắt đệ tử của mình đã chết. Vương sử nhất bi ai đem khâu xử cơ đám người bừng tỉnh, bọn họ nhìn thi thể đen sì si triệu chí kính, đột nhiên hiểu được cái gì. Là ngươi, ngươi giết si. Chương 08 Kế tiếp, sẽ rất xoái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ý thức được Doãn Chí Bình cũng là bị sét đánh chết, khâu xử cơ nhất thời trừng to hai mắt, cầm tức nhìn thẩm lăng. Hừ, Doãn Chí Bình dám mưu toan làm bẩn Long Nhi, bản tiên tự nhiên một đạo lôi đánh chết hắn. Thẩm lăng hừ lạnh một tiếng, tuyệt không giấu giếm. Hắn vẽ mặt chính khí, phản phất là vì dân trừ hại. Nhưng mà trên thực tế lại là, hắn bổ chết Doãn Chí Bình về sau, rất không biết xấu hổ làm Long Kỵ Sĩ hiện tại lại rất không biết xấu hổ xưng hô tiểu long nữ là long nhi người này mới là kẻ đê tiện vô sĩ nhất ai bảo đây là giấc mơ nhân tính vốn ác trong hiện thực không cách nào phóng thích ác ở trong mộng phóng thích một chút thì làm sao dù sao thẩm lăng trong mộng cùng thẩm lăng hiện thực không liên quan nói vậy chí bình không có khả năng làm loại chuyện này khâu xử cơ đối với lời nói của thẩm lăng đương nhiên là không tin nội tâm của hắn càng thêm phẫn nộ, bởi vì thẩm lăng không chỉ giết đệ tử của hắn, còn nói xấu sự trong sạch của đệ tử. bổn tiên nói phải phải phải, thẩm lăng sẽ không cùng khâu xử cơ tranh luận cùng giải thích. ở trong mộng hắn chính là tiên nhân, tiên nhân cần gì phải giải thích cái gì với phạm nhân? nhiều lời hơn nữa, có tin bản tiên một kiếp diệt cho ngươi biết cái gì gọi là tiên phạm khác biệt hay không? yêu đạo, yêu đạo. vương sử rung rẩy buông thi thể triệu chí kính xuống hắn đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm thẩm lăng. Các vị sư huynh đệ, xin hãy cùng ta tiêu diệt yêu đạo này. Giờ khắc này, vương xử nhất nội tâm bi thương bao phủ lý trí, hắn lớn tiếng hô to, kiếm chỉ thẩm lăng. Đối với việc này thẩm lăng chẳng qua là khinh thường cười, nội tâm cũng là chờ mong lên, khen cái này mộng cảnh thú vị. Tốt lắm, chính là muốn như vậy, các ngươi tất cả vây công ta, ta mới dễ trang bức. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, thẩm lăng cố ý không nhìn người của toàn chân giáo đi tới bên cạnh tiểu long nữ giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt tiểu long nữ chúng ta lại gặp nhau long nhi anh mở miệng ánh mắt nhiệt tình như lửa giọng nói ôn nhu như nước ta không phải long nhi của ngươi ta tên là tiểu long nữ tiểu long nữ mở miệng tuyệt vọng trong mắt tiêu tán rất nhiều nàng tuy rằng không thông thế sự lại quan phong tế nguyệt trí tuệ rộng lớn tuổi tuy nhỏ cũng tìm hiểu thiền cơ, đạt quan tri mệnh. Tuy rằng bị thẩm lăng làm tổn thương, nội tâm đau khổ tuyệt vọng, nhưng lúc này lại tự mình chữa khỏi, nội tâm dần dần bình phục. Đương nhiên, đây đại khái cũng là nguyên nhân thẩm lăng lớn lên khiến người ta yêu thích, vả lại khí chất xuất trần. Từng Đại khái. Được, Long Nhi. Thẩm lăng nghịch ngợm mở miệng, cười với tiểu Long nữ. Mặc dù là đang nằm mơ, hết thảy đều là mộng huyễn bọt nước, tỉnh mộng liền tiêu. Nhưng cho dù là mộng, nữ chính của ta cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, những người này tổn thương ngươi, vậy để cho bọn họ trước phá tan tốt lắm. Thẩm lăng nói xong, giọng nói đều lạnh như băng. Đây là mộng, kịch bản phát triển đến từ tiềm thức của hắn, là ý nghĩ sâu xa nhất trong nội tâm hắn. Nếu sâu trong nội tâm mình đã nghĩ tới hình ảnh như vậy, như vậy thì chơi cho vui một chút là được. Lời nói của Thẩm Lăng khiến Tiểu Long nữ có chút mờ mịt. Nàng không rõ vì cái gì Thẩm Lăng một mực nói đây là mộng, nhưng Tiểu Long nữ trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì sáng sớm hôm nay, nàng tận mắt nhìn thấy Thẩm Lăng từ trong mắt của mình biến mất, thật giống như là một mảnh bông tuyết rơi ở trên lòng bàn tay đồng dạng. Điều này làm cho Tiểu Long nữ có chút phân không rõ. Đáng tiếc, giấc mộng này càng ngày càng chân thật, ta không cách nào nghĩ như trước tầm có suy nghĩ liền có được nếu không ngược lại là có thể nhìn xem ba ngàn lôi kiếp là bộ dáng gì quay đầu nhìn đạo sĩ toàn chân giáo đã bắt đầu bày trận vây quanh mình và tiểu long nữ thẩm lăng hơi tiếc hận bất quá chân thật cũng có chỗ tốt dùng để thử kỹ năng và thuật pháp của mình cũng không tệ coi như tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thẩm lăng lại lầm bầm lầu bầu cũng không thèm để ý tiểu long nữ ở ngay bên cạnh hắn thu hồi bàn tay vuốt ve trên mặt tiểu long nữ, nhìn các giáo đồ toàn chân đã kết thành đại trận, khóe miệng dương lên một độ công đẹp mắt. Long Nhi, ngươi gặp qua lôi kiếp sao? Tiểu long nữ nghi hoặc, nhìn thẩm lăng không nói gì. Thẩm lăng cũng không ngại, chỉ lẩm bẩm. Chắc hẳn cậu cũng chưa xem qua, nhưng không sao, rất nhanh cậu sẽ có thể thấy. Nói xong, thẩm lăng nhìn về phía khâu sử cơ vương nhất đẳng toàn chân thất tử, đề cao thanh âm phàm nhân các ngươi dám ra tay với tiên nhân hành vi bất kính tiên sư như thế đáng phạt yêu nhân đừng hồ ngôn loạn ngữ vương xử nhất lớn tiếng quát trợn tròn mắt ngươi yêu nhân này giết chết toàn chân đệ tử giả mạo tiên quân quả thật vạn ác không tha không thể tha thứ hôm nay chúng ta làm thay trời hành đạo tru sát ngươi yêu nhân này khá lắm trực tiếp từ yêu đạo giáng cấp thành yêu nhân rồi nhìn không nổi ai đâu trong lòng thẩm lăng chăm chọc tru sát yêu nhân thay trời hành đạo vương xử nhất một lần nữa hô to thanh âm tại nội lực gia trì hạ truyền khắp toàn bộ quảng trường nghe vậy bất kể là biết chân tướng hay là không rõ cho nên toàn chân đệ tử đều theo bản năng mở miệng hô to tru sát yêu nhân thay trời hành đạo thanh âm này không thể nghi ngờ rất có khí thế nhưng cũng không hơn khóe miệng lại nhếch lên thẩm lăng nói với tiểu long nữ. Tiếp theo nhìn kỹ, bởi vì sẽ rất đẹp trai. Nói xong, thẩm lăng giơ tay lên. Lúc giơ tay lên, y phục của hắn không gió tự động, tóc mực bay lên. Lôi điện màu tím xuất hiện, cuốn quanh người thẩm lăng, tự như từng con lôi lông, phát ra hào quang màu tím cao quý. Mà giữa ngón trỏ và ngón giữa của thẩm lăng, cũng xuất hiện một tấm bùa, là nguyên tố lực màu tím xây dựng mà thành, Mặt trên có tử lôi khắc họa hoa văn thần bí, toàn thân phát sáng, chói mắt. Một màn này, để cho mọi người trừng to mắt, rất nhiều người đầu óc ong ong, rung động mất đi ngôn ngữ. Chính là toàn chân thất tử, lúc này cũng nghẹn họng trân trối, đầu trống trơn, đã quên bọn họ muốn làm cái gì. Hoảng sợ thiên uy, lôi đình kiếp diệt. Thẩm Lăng mở miệng, bùa chú trong tay ném lên bầu trời. Nhất thời, trời thay đổi, mây lôi màu tím nồng đậm biến thành màu đen, trong khoảnh khắc hội tụ ở trên không quảng trường trước đại điện toàn chân giáo, phạm vi đường kính trăm mét bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong lôi vân tử điện du tẩu, tự như long xà, tản ra khí tức hủy diệt, giống như trường tiên trời xanh quốc trôi phàm trần. Trời ạ, à, thoáng cái thầm nghĩ. Thiên địa thất sắc. Chỉ có ánh sáng màu tím chiếu xuống, rơi vào trên quảng trường này, làm cho toàn bộ quảng trường phản phất biến thành địa ngục một màn này, quá đáng sợ. Để cho đệ tử toàn chân hai chân run rẩy, nội tâm run rẩy, quên hô hấp, gan mật đều nứt. Rất nhiều người thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất, cả người mất đi khí lực. Rất nhiều người sau khi ngã xuống, dùng hết toàn lực dập đầu với bầu trời. Toàn chân thất tử bên trong, có hai người trong tay mặt dài đã rơi xuống. Người còn lại cũng đều thân thể run rẩy, tay chân bủng rủng, sắc mặt trắng bệch. Đối phương, thật sự là tiên. Xong rồi, đắc tội tiên rồi. Trong lòng bọn họ nơi nào còn có thù hận gì, giờ này khắc này đều chỉ còn lại có sợ hãi. Nhìn sắc mặt của những người này, khóe miệng thẩm lăng công lên càng sâu. Hắn lại nhìn thoáng qua tiểu long nữ cũng khiếp sợ, trong lòng nhìn không được hô to một tiếng. Sướng. Đây chính là cảm giác trang bức sao. Quá sung sướng. Giờ khắc này, thẩm lăng tinh thần sảng khoái, chỉ cảm thấy so với làm loại chuyện này còn vui sướng hơn. Lạc. Âm âm. Lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, ước chừng 7749 đạo lạc lôi, đồng loạt trút xuống. Nhất thời, mặt đất trung rẩy, kêu trên đầy đất. Quảng trường lát đá bị sét đánh một mảnh hỗn độn. Mọi người trên mặt đất đang kêu trên. Không nghi ngờ gì nữa, họ đã may mắn, vẫn có thể trên rỉ và chứng minh rằng họ vẫn còn sống mà những người không kêu trên lại đều đã chết. Có đẹp trai hay không? Thẩm Lăng nhìn về phía Tiểu Long nữ, có vẻ đắc ý. Thanh âm để Tiểu Long nữ phục hồi tinh thần lại, nhưng nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết mở miệng như thế nào, nội tâm cũng không biết là nên buồn hay là nên vui. Người khi dễ người ta giúp người khi dễ trở về, cho nên kế tiếp nên cho ngươi gặp người đẹp trai hơn. Thẩm Lăng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Long nữ, nội tâm đột nhiên nóng lên. Cổ mộ ở chỗ nào? Đối mặt thẩm lăng đột nhiên hỏi, tiểu long nữ theo bản năng trả lời. Nghe vậy, thẩm lăng ông lấy tiểu long nữ, hóa thành một đạo lôi điện biến mất trước mặt mọi người. Ngô, ngô ngô. Đợi đến khi không thấy bóng dáng thẩm lăng và tiểu long nữ, dương quá mới lấy lại tinh thần. Bất quá, hắn phỏng chừng lại bị trói một đoạn thời gian. Bởi vì thẩm lăng muốn đi cổ mộ chế tác bánh xót chương không chính. Nhất thiết phải làm một cái trần ca ấm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong mộng không biết thân là khách, một buổi trưa tham hoang. Mặt trời mới lên, thẩm lăng từ trên giường tỉnh lại. Tình cảnh trong mộng không bởi vì tỉnh lại mà nhanh chóng mơ hồ, vẫn rõ mồn một trước mắt, làm cho người ta dư vị vô cùng. Đáng tiếc, mộng chung quy vẫn là mộng. Nếu đó là sự tồn tại thật thì tốt biết bao nhiêu trong lòng thẩm lăng thở dài. Nhưng hắn biết không thể trầm mê, mộng chung quy là mộng, trong mộng hết thảy đều là mộng huyễn bọc nước, sau khi tỉnh mộng, trong mộng hết thảy liền đều thành không. Ý chí nhanh chóng chặt đứt trầm mê trong lòng, thẩm lăng đứng dậy, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, chính mình trơn bóng như ngọc trên lưng, lúc này nhiều hơn mấy cái tinh tế kéo dài vết máu. Đó là khi cổ mộ và tiểu long nữ giao hòa, bởi vì quá kịch liệt nên móng tay tiểu long nữ sẽ qua lưu lại. đồng dạng thẩm lăng cũng không có phát hiện, mình đối với nguyên tố khống chế càng mạnh hơn một tia. đây cũng là tín ngưỡng lực lượng đến từ trung nam sơn trên mấy vị chứng kiến thần tích toàn chân giáo đồ. có người tín ngưỡng thẩm lăng, điều này cũng không kỳ quái. thẩm lăng là giết không ít người, nhưng hắn sử dụng thủ đoạn là những người đó trong lòng tiên thuật. tiên nhân chấp chưởng lôi đình giáng thế trừng phạt phạm nhân bất kính tiên sư, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ sẽ không bởi vì thẩm lăng trừng phạt mà phẫn nộ cùng oán hận, chỉ biết tại may mắn đồng thời nội tâm chỉ có kính sợ cùng mừng như điên. Bởi vì thẩm lăng xuất hiện, ý nghĩa tầm tiên vấn cao nhất truy cầu cũng không phải là hư vọng, tiên nhân chân thật tồn tại. Ai lại không muốn đứng hàng tiên bang? Tiên nhân đã tồn tại, vậy tín ngưỡng tiên nhân tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sư tỷ chào buổi sáng. Xử lý một phen về sau, thẩm lăng đi ra cửa phòng, đập vào mắt liền thấy được đã thu thập xong thân hạt, nhất thời cười chào hỏi. Sư đệ chào buổi sáng. Thân hạt mở miệng, trên mặt không có nụ cười, nhưng trong lòng lại rất là vui sướng. Hôm nay chúng ta có thể đến cảng Liên Nguyệt rồi. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài một chút, dùng lực chân của thẩm lăng và thân hạt, trước khi trời tối chạy tới cảng Liên Nguyệt, thời gian là đủ rồi nghĩ đến cảng liên nguyệt, trong lòng thẩm lăng lại bắt đầu chờ mong. Nơi đó có không ít người thú vị. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thẩm lăng đã mê mẩn từ lâu. Cam vũ sư tỷ đế quân chung ly, liên nguyệt thất tinh, đường chủ Vãn sinh đường hồ đào, nhị thiếu gia phi vân thương hội hành thu, bếp lò chi ma thần qua ba cùng với hương lăng trù nghệ nhất tuyệt. Rất nhiều người thẩm lăng nghe nhiều nên thuộc đều ở nơi đó, lúc này đây đi, có lẽ có cơ hội cùng bọn họ sinh ra giao tiếp. Đáng tiếc, chung quy không thể thăm giao, không thể hại những người đó, liên lụy bọn họ cùng nhau bị thiên lý trừng phạt. Đem tiếc núi trong lòng lắc đầu, thẩm lăng không có ý định nghĩ tới những chuyện làm cho người ta không thoải mái. Hiện tại khoảng cách thiên lý thanh tĩnh, có lẽ chỉ còn vài năm thời gian, hắn thật sự không cách nào nghĩ đến có thể nhanh chóng trưởng thành đến có thể đối kháng thiên lý phương pháp, cho nên không khỏi có chút ủ rũ cộng thêm hai đêm này ở trong thế giới mộng cảnh vui sướng, cơ hồ có thể nói là muốn làm gì thì làm. Sự đối lập mãnh liệt khiến Thẩm Lăng không nhịn được mà thay đổi suy nghĩ của mình. Dứt khoát không bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên tốt rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sau. Nếu không thể thoát khỏi vận mệnh, vậy thì hưởng thụ hiện tại. Nếu như đêm nay còn có thể vào mộng, vào vẫn là thần điêu hiệp lữ mộng, vậy thì đi tương dương thành đi. Vì Quách phu nhân danh chấn thiên hạ kia, Thẩm Lăng mê mẩn đã lâu. Hắn cũng nhịn không được tự viết kịch bản cho mình. Đến lúc đó nói với Quách phu nhân một câu "Quách phu nhân, ngươi cũng không muốn Quách đại hiệp gặp chuyện không may, hoặc là Quách phu nhân, ngươi cũng không muốn bị người khác biết đi, nhất định rất thú vị." Khụ, tội lỗi có tội, ý nghĩ này quá bẩn thiểu, Thẩm Lăng a à, Thẩm Lăng, ngươi quả thực đáng chết. Nội tâm nhổ một ngùng chính mình trong mộng. Thẩm lăng nhanh chóng chặt đứt tà niệm trong lòng. Lần này đi cảng liên nguyệt, ngoài trừ tài liệu của sư phụ và kế hoạch lúc trước của chúng ta, chúng ta có thể tìm thêm tài liệu khác, như thước kim nê và thúy giác nham. Sau khi hai người xuất phát, thẩm lăng mở miệng nói với thân hạc. Thước kim nê và thúy giác nham. Đúng. Hai loại tài liệu này là vật liệu cần thiết để chế tác tiểu thế giới ngoại cảnh. Thẩm lăng mở miệng giải thích. Tuy rằng không cần thường xuyên ra ngoài, nhưng về sau khó tránh khỏi gặp phải loại chuyện ra ngoài này, có một tiểu thế giới mang theo bên người, chung quy là một chuyện tốt. Có thể xây một cái sân bên trong, bên trong chứa rất nhiều thức ăn và dụng cụ sinh hoạt, cũng có thể dùng để đặt một số quặng và trân bảo thu thập được trên đường, rất hữu dụng. Đơn giản mà nói, Thẩm Lăng muốn luyện chế một cái trần ca hồ. Nếu không phải tối hôm qua ở không phải rất thoải mái, Thẩm Lăng trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới, nguyên thần thế giới bên trong còn có trần ca hồ loại này thứ tốt. Bất quá mặc dù có thể thuận lợi thu thập tài liệu, đến lúc đó cũng phải phiền toái sư phụ cùng mấy vị chân quân ra tay mới được, ngoài cảnh chi năng, cũng chỉ có tam nhãn ngũ hiển tiên nhân mới có thể làm được. Hai người một bên tán gẫu một bên chạy đi, dọc theo đường đi cũng không phải là gió êm sóng lặng, gặp một chút ma vật ngăn cản. Bất quá đều bị thẩm lăng cùng thân hạt thoải mái giải quyết. Như thế, khi mặt trời sắp lặn, hai người rốt cục đi tới Liên Nguyệt Cảng. Đây là Cảng Liên Nguyệt, quả nhiên là nơi phồn hoa giàu có. Nhìn phía dưới náo nhiệt phi phàm, người đến người đi Liên Nguyệt Cảng, thẩm lăng mở miệng tán thưởng. Kỳ thật Liên Nguyệt Cảng so với những thành phố lớn kiếp trước của hắn, thật sự là tiểu vu kiến đại vu, không đáng nhắc tới. Nhưng Cảng Liên Nguyệt so sánh với thôn trấn hắn đi qua từ Áo Tàng Sơn, vậy thì nhân gian phồn hoa bảo địa rồi. Lúc trước sư phụ nói Cam Vũ Tiền Bối làm việc ở Ngọc Kinh Đài, chúng ta có thể đến Ngọc Kinh Đài tìm nàng. Bất quá giờ này hẳn là thời gian nghỉ ngơi, Cam Vũ Tiền Bối khả năng đã không ở nơi đó, hơn nữa tay không đi trước chung quy không tốt, cho nên đêm nay chúng ta trước tiên tại Liên Nguyệt đi dạo, mua chút lễ vật, sáng mai lại đi Ngọc Kinh Đài tìm Cam Vũ thế giới. Thẩm Lăng mang theo thân hạt đi qua cầu gỗ, hai người xem như hoàn toàn tiến vào cảng Liên Nguyệt. Mà sau khi đi qua cầu gỗ, Người bốn phía cũng nhiều lên, thấy thẩm lăng cùng thân hạt sóng vai đi lại, cũng nhìn không được nhìn thêm vài lần, thậm chí cho đến khi bóng lưng thẩm lăng cùng thân hạt biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Thật xinh đẹp a à? Có nam nhân nhìn không được cảm khái, vì khuôn mặt tuyệt mỹ của thân hạt mà tháng phục. Ai, nếu không bên cạnh cô ấy có bạn trai, tôi nhất định phải liên lạc. Xì, chỉ có ngươi. Người ta có thể để ý, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữ tử bên cạnh nam nhân tràn ngập ghen tị mở miệng, nhưng cảm xúc ghen tị thoáng qua rồi biến mất. ngược lại mê trai lẩm bẩm. thật đẹp trai a, à, không biết tiểu ca kia ở nơi nào, có phải đã kết hôn hay không? nếu là, nói xong, trên mặt nữ tử đỏ bừng. hiển nhiên vị này là bị bộ dáng tuấn giật của thẩm lăng chinh phục. cũng không chỉ là một nam một nữ này, tổ hợp thẩm lăng và thân hạt thật sự là quá mức chói mắt. Ở trong đám người quả thực là hạt giữa bầy gà, khiến người ta chú ý. Một đường đi tới, tỷ lệ quay đầu quả thực 100%. Cũng không biết mê đảo bao nhiêu nam tử, chinh phục bao nhiêu nữ tử. Chương 10 Liên Nguyệt Sa Vương, Kinh Khủng Như Vậy Bạn đang nghe tại truyện.audio Trên đường đi, thẩm lăng và thân hạt nhận được quá nhiều sự chú ý. Bất quá hai người đều không thèm để ý, cũng không có bị ảnh hưởng. Sư tỷ, ngươi cảm thấy cái vòng tay này như thế nào? Trong một cửa hàng châu báu, Thẩm Lăng cầm lấy một chuỗi vòng tay tinh xảo hỏi thân hạt. Ngày mai hai người muốn đi bái phỏng cam vũ, đương nhiên cần chuẩn bị một ít lễ vật. Lại nói tiếp, Thẩm Lăng từ xuyên Việt mà đến đã có 10 năm, lại còn chưa có gặp qua cam vũ. Vì bán tiền chi thú tiền bối kia, thật sự là quá bận rộn. Bận rộn quên quay về núi áo tàng nhìn xem, quên trên núi áo tàng còn có một vị tiên nhân vẫn nhớ thương nàng. Đẹp lắm. Thân hạt gật đầu, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên vòng tay hai giây rồi dời đi. Cô ấy không tập trung vào những thứ đó. Nhưng nếu sư đệ cầm vòng tay này hỏi nàng, vậy vòng tay này chính là đẹp mắt. Ai nha, tiểu thư thật sự là ánh mắt tốt, cái lắc tay này cùng tiểu thư quả thực tuyệt phối, ngươi xem màu sắc này, ngươi nhìn chế tác, không phải ta nói, cái lắc tay này chính là tinh phẩm trong tinh phẩm của cửa hàng chúng ta, đeo ra ngoài rất có mặt mũi đây. Chủ quán thấy thân hạt gật đầu, vội vàng cười mở miệng đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng buôn bán châu báu trang sức đã hơn 10 năm, đã sớm thành nhân tinh, có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Trong tiệm này bất kỳ một kiện hàng hóa nào ở trong miệng nàng đều là tinh phẩm, bất kỳ một người khách nào ở trong miệng nàng đều cùng những hàng hóa này tuyệt phối nhưng hôm nay nàng lại có thể thề chính mình thật không có nói dối vòng tay này cùng nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này thật sự quá xứng đôi xứng đôi làm cho nàng hâm mộ bất quá càng nhiều vẫn là hâm mộ diện mạo nữ tử này chủ quán thề nàng đời này gặp qua vô số nữ nhân bên trong trước mắt vị tiểu thư này dung nhan tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại có thể so sánh với nàng chỉ sợ cũng chỉ có ngưng quan đại nhân trong thất tinh còn có nam tử này cũng là dung nhan kinh thế tuấn giật không giống như là phàm nhân so với vị khách khanh chung ly của vãn sinh đường kia còn đẹp hơn hai người này tùy tiện đứng ở chỗ này quả thực chính là thần tiên quyến lữ thật sự là làm cho người ta rất hâm mộ a à. chủ quán không biết vòng tay này có bao nhiêu ma lạp thẩm lăng mỉm cười hỏi chủ quán nụ cười trong trẻo tươi đẹp tự như nước xuân chảy xuôi làm cho trong lòng chủ quán xuân tâm nhộn nhạo nàng hai má đều nhìn không được đỏ lên, trong lòng sinh ý đã sớm vứt ra sau đầu, mặc dù không đến mức trực tiếp đưa cho thẩm lăng, nhưng cũng báo một cái phí tổn giá cả, một phần cũng không kiếm. Thẩm lăng sản khoái trả tiền, sau khi cười với chủ quán lần nữa, trong ánh mắt phiền muộn như mất của chủ quán, thân hạt rời khỏi cửa hàng. Chúng ta lại đi dạo một chút. Thẩm lăng mở miệng với thân hạt, vòng tay vừa rồi không phải mua cho cam vũ, mà là cho thân hạt sở dĩ không nói cho thân hạt, là bởi vì đây bất quá là một kiện phàm phẩm, thẩm lăng chuẩn bị lần này mua chút tài liệu luyện khí, cho thân hạt luyện chế một chuỗi pháp bảo giống nhau như đúc. Hai người tiếp tục đi dạo trong cảng liên nguyệt, không bao lâu sau mặt trời đã lặn, nhưng cảng liên nguyệt ngược lại càng náo nhiệt hơn, một ngọn đèn sáng lên, khiến cảng liên nguyệt đèn đuốc sáng trưng. Đi tới đi lui, thẩm lăng đột nhiên nghe được một thanh âm quyến rũ tựa như làm nũng. Đến Xuân Hương Diêu xem một chút đi, bao ngày cả đời khó quên thanh âm này, nói như thế nào. Thẩm Lăng nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử mặt y bào màu lam nhạt đứng ở một bên cửa hàng, lúc này đang mị nhãn câu người nhìn mình. Đôi mắt kia ngập nước, ẩn tình đưa tình, bất kỳ một người đàn ông nào đối diện với cô, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không nhìn được trung động. Người tự tin một chút, thậm chí sẽ sinh ra ý nghĩ cô ấy thích tôi. Liên Nguyệt Sa Vương. Hắn tò mò ngẩng đầu, Mắt nhìn chữ Xuân trên cửa tiệm, xác định vô cùng, vị nữ tử diễm lệ kiều mị trước mắt này chính là Oanh Nhi mà giang hồ gọi là Liên Nguyệt Sa Vương. Khóe miệng khẽ nhếch, Thẩm Lăng mang theo thân hạt đi tới Oanh Nhi. Oanh Nhi tự nhiên đã sớm chú ý tới Thẩm Lăng, trên đường này không ai có thể không nhìn Thẩm Lăng một cái. Thấy Thẩm Lăng đi về phía mình, tuy là kỹ thuật lái xe thành thạo, đã thấy qua các loại Oanh Nhi muôn hình muôn vẻ nam tử, lúc này cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn. Sau khi thẩm lăng mỉm cười mở miệng với cô, hai chân càng căng thẳng. Ai nha, ngài rốt cục nhìn thấy người ta, người ta còn tưởng rằng không vào được mắt ngài đâu, cho dù có thân hạt ở một bên, oanh nhi cũng không nhìn được kiều mị mở miệng. Giọng nói của nàng bảy phần quyến rũ, ba phần lười biếng, phối hợp với ngữ điệu không nhanh không chậm, trầm bổng du dương, hơn nữa biểu tình u oán cùng vui sướng cùng tồn tại. Chật, một chữ tôi thấy trong tiệm có chút đồ sứ tinh xảo. Thẩm lăng mặt không đổi sắc mở miệng, nhưng dưới ánh mắt ẩn tình đưa tình của oanh nhi, hắn cảm giác mình lại nhớ tiểu long nữ. Người ta không chỉ có đồ sứ nha còn có. Người ta quý trọng đồ vật nha thơm thơm, mềm mại, làm cho người ta dư vị vô cùng, muốn ngừng mà không được, oanh nhi nói xong, lộ ra bộ dáng thẹn thùng, ánh mắt né tránh, nhưng lại trắng trợn liếc trộm. Thân hạt. Nàng luôn cảm thấy nữ nhân trước mắt này là lạ, nhưng kỳ quái chỗ nào, thân hạt lại nói không nên lời. Thẩm Lăng tháng phục. Lúc này mới nói được hai câu, bánh xe Oanh Nhi đã lăn qua mặt hắn. Không hổ là Liên Nguyệt Sa Vương, quả thực khủng bố như vậy. Có thể vào xem một chút không? Đương nhiên nếu như là công tử lời nói, tùy thời đều có thể tiến vào, người ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, trong lòng còn ước gì đây Oanh Nhi tiếp tục tấn công, rất đáng sợ khiến nội tâm thẩm lăng đô run rẩy nhưng thẩm lăng không thể lùi bước hắn đường đường là đệ tử tiên nhân nửa tiên nhân của liên nguyệt há có thể bị dăm ba câu đánh cho tan rã ba người đi vào cửa hàng xuân hương diêu sau khi đi vào oanh nhi lại mở miệng đừng thấy không gian cửa hàng nhỏ không lớn vị trí cũng hẻo lánh nhưng tầng trên liên nguyệt cho phép chúng ta mở lò nung riêng như vậy không cần lo lắng chúng ta không chính quy nha nàng nhìn ánh mắt thẩm lăng Ánh mắt nhu tình như nước. Công tử ngươi nghĩ, chỗ tinh tế này giống như phù liễu, chỗ đầy đặn châu viên ngọc nhuận, mặc dù xinh đẹp không gì sánh được nhưng lại ẩn chứa nhiệt tình như lửa. Thưởng thức quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay, để ở một bên lẳng lặng thưởng thức cũng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lời này khiến sắc mặt thẩm lăng đô hơi nóng lên. Nếu một mình hắn còn tốt, nhưng thân hạt cũng ở chỗ này a? À. May mắn. May mắn thân hạt cái gì cũng không hiểu. Nếu không thì thấy thẩm lăng trên mặt hơi không thể thấy được một chút đỏ ửng, oanh nhi chỉ cảm thấy mình giống như thưởng thức một ngụm chôn ở dưới đất mấy chục năm cực phẩm nữ nhi hồng, cả người đều thoáng cái liền hơi say. Điều này làm cho chính nàng chịu không nổi, vội vàng hạ nhiệt độ cho mình, đứng đắn giới thiệu. Dù sao cũng là nhiệt độ cao nung suốt 12 giờ mới mở lò, tuy nói nhiệt độ so với lò nung trong cung thấp hơn một chút, nhưng chất lượng đồ sứ nung ra lại không kém chút nào so với lò nung trong cung. Nói xong, Oanh Nhi xoay người cầm lấy đồ sứ phía sau, tiếp tục mở miệng. Tạo hình bình sứ chủ lực cũng giống như lời ta vừa nói, đấy tròn cổ nhỏ, tuyệt đối là kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay, bất kể là tự mình sử dụng hay là bán đi tặng người, đều là lựa chọn tốt nhất. Bình thường công tử tới đây đều sẽ chọn một người, lúc tính tiền còn kích động đỏ bừng mặt, lắp bắp, chắc là thập phần hài lòng.